Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu CD số 28 với nội dung là La Praterie de Lille, Praterie là chợ trời ở thành phố Lille. Và trong bài này, chúng ta sẽ xem lại nội dung của cái CD đó để chúng ta trả lời các cái câu hỏi. Và phần bài tập này có đề tựa là Compréhension orale. Compréhension là danh từ của động từ comprendre, có nghĩa là hiểu, hiểu cái phần người ta nói. Mình nghe người ta nói ở trong cái phần audio và mình hiểu và mình trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, observer le document. Các bạn hãy quan sát cái tài liệu mà chúng ta thấy ở bên tay phải. Xe can transport, đây là phương tiện chuyên chở gì? Và chúng ta thấy ở bên này, ở bên trên là chúng ta thấy là tên là Praterie de Lille nhé, là tên của cái sự kiện nhé. Rồi ngày này, tháng này. Và ở bên dưới chúng ta thấy là bus toute la nuit, đây là tài liệu nói về phương tiện chuyên chở là xe bus. Để chúng ta trả lời là le transport c'est le bus. Ça se passe quand? Quand là nói về thời gian. Từ nghi vấn hỏi về thời gian, động từ se passer là diễn ra, là xảy ra. Chuyện này, cái sự kiện này xảy ra khi nào? Thì chúng ta thấy ở trên phần đầu của document là samedi 5 septembre. Chúng ta trả lời là ça se passe samedi 5 septembre. Câu hỏi số 2, qui parle à qui? Ai nói? Qui là đại từ nghi vấn. Ai nói? À qui là nói với ai? Thì nhìn vào mẫu đối thoại, chúng ta thấy người nói là la standardiste, nói với ai? Nói với một du khách nam, un homme. Câu hỏi số 3, l'homme téléphone pour, người đàn ông này gọi điện thoại để làm cái gì? A, aller à la praterie, để hỏi về cái chuyện đi tới chợ trời. B, rentrer à la maison, chúng ta có hai đáp án, chúng ta chọn đáp án nào? Thì trong mẫu đối thoại, chúng ta thấy người đàn ông nói với cho cái vấn đề cho người trước điện thoại là pour le retour, je fais comment? Il y a des métros la nuit. Để trở về nhà thì tôi phải làm sao? Ban đêm có xe điện ngầm hay không? Tức là chúng ta hiểu ngầm là ban ngày khi ông ta đi tới cái chợ trời này thì ông ta có nhiều cách đi, có nhiều phương tiện đi. Nhưng mà khi ông ta trở về nhà vào giữa đêm, buổi tối thì ông ta không biết là phải đi phương tiện nào. Như vậy đáp án ở đây là để đi về nhà, ông ta tìm một cái phương tiện để đi về nhà. Vậy đáp án của câu số 3 đó là l'homme téléphone pour rentrer à la maison. Câu hỏi số 4, regardez le document. Các bạn hãy nhìn kỹ cái tài liệu bên này. Dans le dialogue, và sau nghe cái phần mà đối thoại giữa hai người, les personnes ne parlent pas de la partie, thì hai cái người là cái cô trực điện thoại và cái ông khách không nói về cái phần nào. Ở đây có tất cả là 4 phần, partie A, partie 2, partie 3, partie 4. Thì chúng ta dựa vào cái nội dung của cái cuộc đối thoại đó, chúng ta thấy hai người này không nói về vấn đề nào. Vấn đề thứ nhất là nói về cái tuyến xe buýt số 12. Thì chúng ta thấy hai người có đề cập tới cái tuyến 12. Cô trực điện thoại nói như thế này, non, il n'y a pas de métro, buổi tối không có xe điện ngầm. Mais le service des bus continue, nhưng mà cái dịch vụ của các xe buýt vẫn tiếp tục. Les bus 1 et 12 roulent toute la nuit. Các tuyến xe buýt số 1 và số 12 vẫn chạy suốt cả đêm. Như vậy, hai người này có đề cập tới cái tuyến số 12. Và như vậy là phần số 1 là có đề cập. Tới phần số 2, chúng ta thấy có đề cập tới các tuyến xe buýt số 52, 55, 18, 50, 57. Thì trong số 5 cái tuyến xe buýt mà chúng ta vừa mới thấy đề cập ở phần số 2, thì có tuyến xe buýt số 18. Người đàn ông hỏi, thế còn tuyến xe buýt số 18, nó chạy từ mấy giờ? Et le bus 18, il roule jusqu'à quelle heure? Như vậy chúng ta thấy là trong phần số 2 này vẫn có một cái tuyến xe buýt trong số 5 tuyến này được hai người đề cập tới. Tới phần thứ 3, chúng ta thấy có các xe buýt số 79, số 90, số 91.
Như vậy chúng ta có thể trả lời đáp án là phần số 3 này người ta không đề cập tới, tức là có 3 cái tuyến 79, 79, 90, 91 không có đề cập tới. Câu hỏi người ta nói là trong cái phần đối thoại này, hai nhân vật này không nói tới cái phần nào, hai nhân vật này không tới nói phần thứ 3, thì đáp án của chúng ta là C. Hai người này không nói tới phần số 3. Rồi chúng ta yêu cầu phần số 4, người ta yêu cầu là các bạn corriger l'erreur dans la partie 4 du document. Các bạn hãy sửa sai, động từ corriger là sửa chữa, l'erreur là một cái sai lầm ở trong phần thứ tư của cái tài liệu. Ở trong phần thứ tư của tài liệu chúng ta thấy như thế này: service jusqu'à 3 giờ, phục vụ cho tới 3 giờ sáng, tuyến số 2, số 86, số 10, số 11, số 14, các tuyến này phục vụ tới 3 giờ sáng. Và trong phần đối thoại chúng ta thấy cái cô hướng dẫn cô trực điện thoại nói thế này: tại vì ông khách ông hỏi là tuyến số 2 thì hoạt động tới mấy giờ, có phải hoạt động cũng tới 12 giờ đêm hay không? La ligne 2 c'est jusqu'à minuit aussi. Thì cô trực điện thoại trả lời là non, la ligne 2 fonctionne jusqu'à 4 h. Động từ fonctionner có nghĩa là hoạt động, tuyến số 2 hoạt động tới 4 giờ sáng. Như vậy chúng ta phải sửa chữa cái sai lầm là như thế này này: tuyến số 2 nó nằm ở trong này, nó hoạt động tới 4 giờ sáng, như vậy nó không nằm trong phần số 4, jusqu'à 4 h. Và trong câu hỏi số 6, người ta yêu cầu chúng ta phải associate, tức là phải nối kết hai cái phần, phần bên tay trái là ABC với phần bên phải là 1, 2, 3. Chúng ta dựa vào nội dung của phần đối thoại để chúng ta nối kết lại với nhau. Chúng ta hãy nhìn vào cái cột bên tay phải gồm có 3 động từ. Động từ thứ nhất là fonctionner là hoạt động. Động từ thứ hai là continuer, tức là tiếp tục. Động từ thứ ba là rouler, tức là lăn bánh, tức là chạy. Hoạt động fonctionner, tiếp tục continuer và lăn bánh là rouler. Thì chúng ta đối chiếu với nội dung của phần đối thoại chúng ta thấy như sau: cái động từ fonctionner thì đi với danh từ ligne, tức là tuyến số 2 hoạt động. Động từ rouler thì nó đi với danh từ là bus. Và động từ continuer thì nó đi với le service de bus. Và chúng ta có thể nối kết như sau: la ligne đi với fonctionner. Động từ bus thì đi với rouler. Và cái chữ dịch vụ của xe bus thì vẫn tiếp tục suốt cả đêm, trong khi xe điện thì ngưng. Service đi với continue. Le bus roule, la ligne fonctionne, le service continue. Và trở về trang trước là trang 40, chúng ta ôn lại hai động từ nhóm 3 đã xuất hiện ở trong cái bài bài đọc như thế này. Thứ nhất là động từ prendre. Động từ prendre có khá nhiều nghĩa. Ở đây chúng ta dùng cái nghĩa là dùng một phương tiện di chuyển. Động từ prendre được chia ở thì present của mode indicative như sau: je prends, tu prends, il prend. Ở ba ngôi số ít chúng ta thấy phát âm giống nhau nhưng mà viết khác nhau. Ngôi thứ nhất có S, ngôi thứ hai có S, ngôi thứ ba không có S. Je prends, tu prends, il prend. Ba ngôi số nhiều: nous prenons, vous prenez, ils prennent. Để chúng ta cùng nhau đọc lại thì present của động từ prendre: je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Và động từ prendre ở trong bài này có ý nghĩa là dùng một phương tiện di chuyển. Luc kể cho Fabien cái phương tiện phải dùng: tu prends le métro ligne 2 direction Saint-Philibert. Rồi kế tiếp ở cái khi mà tới đổi ở cái trạm ga Lillefontaine thì tu prends le bus numéro 10 en direction de Aigle. Như vậy nói cho bạn của mình là hãy đi phương tiện là phương tiện xe điện ngầm, rồi kế tiếp đổi ở cái trạm ga Lillefontaine thì bạn hãy dùng cái phương tiện là xe buýt số 10. Như vậy động từ prendre ở đây mang ý nghĩa là dùng phương tiện di chuyển. Động từ thứ hai cũng là một động từ nhóm 3, một động từ bất quy tắc.
Descendre có nghĩa là đi xuống, được chia như sau: ở temps présent, ở mode indicatif, thì hiện tại mode indicatif, je descends, tu descends, il descend. Đây là ba ngôi số ít, chúng ta thấy phát âm giống nhau nhưng mà viết khác nhau. Ngôi thứ nhất, je descends, có S. Ngôi thứ hai, tu descends, có S. Ngôi thứ ba, il descend, không có S. Je descends, tu descends, il descend. Ngôi ba ngôi số nhiều, nous descendons, vous descendez, ils descendent. Chúng ta cùng nhau đọc lại cái cách chia của động từ descendre ở thì hiện tại, mode indicatif. Je descends, tu descends, ils descendent. Nous descendons, vous descendez, ils descendent. Động từ descendre có nghĩa là đi xuống. Và ở trong bài này, chúng ta thấy Fabien khi viết tin nhắn hỏi bạn mình là khi đi tới cái chỗ, đi lấy cái tuyến nào thì phải xuống chỗ nào. Je descends à quel arrêt? Tới cái trạm dừng nào thì tôi phải đi xuống. Thì Luc trả lời cho Fabien là bạn lấy xe buýt số 10 đi về cái hướng Egel, rồi bạn xuống ở trạm Voltaire. Tu descends à l'arrêt Voltaire. Ở bên tay phải, bên tay trái, bạn Fabien hỏi tôi phải xuống ở trạm nào. Je descends à quel arrêt? Ken đây là tính từ nghi vấn, tôi xuống ở trạm nào? Thì Luc trả lời là bạn xuống ở trạm Voltaire. Tu descends à l'arrêt Voltaire.